Kính chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký về chiến tranh Của ông Trần Hoài Thư Làng xóm buồn thiêu Chương 1 Đợi khi tổ tiền sát chạy đến gần cây cầu gỗ Ẩn dưới bờ mương Tôi mới bắt đầu cho tổ của trung sĩ y bóc tiến chiếm gò mà để yểm trợ cho tổ đi sao? Bên kia cầu, cả một vùng tan hoang, có vài ngôi nhà bị đổ nát, còn lại đống gạch vụn thê thảm. Tiếng ông đại đội trưởng trong máy PRC-25 dặn dò coi chừng có mặn cầu cài nhiều lắm. Tiếng máy sôi, rè rè, mất còn, hối hạ. Bây giờ, trung đội một của thiếu úy Hoàng cũng bắt đầu tiến lên trên đám ruộng phía bên trái. Một chiếc quan sát L-19 đang bay đảo vòng trong bầu trời xanh lơ. Một trái khói bốc lên cách chỗ tôi khoảng chừng 100 thước. Viên sĩ quan đề lô đang điều chỉnh quả đạn hiệu chỉnh. Sau đó là tiếng rít của đạn hú trên đầu như tiếng tru tréo gọi hồn của ma trời quỷ sứ rồi tiếp đến là những đốm lửa tóe lên, cùng với những tràng nổ long trời, khiến cả thân thể tôi phải bật dậy. Chúng tôi đang chờ đợi giờ gì? Chúng tôi đang đợi chờ cái giây phút giáp mặt với sự thật, mới hiểu thế nào là giá trị của một mô đất, một bờ mương mới tận dụng tai, mắt, mới có thể biến mình thành quỷ, beo hùm, mới đâm lưỡi lê máu phun thành tia vòi mà không đau đớn mới hét gào sát vỡ tung cả lồng ngực để lên tinh thần để quên sợ để cho đẹp dạ những kẻ chuyên môn ngồi trong tháp ngà sau màn hoa mà nói về chí trai hào kiệt có tiếng chim hót trên chóp tre trời ơi Vui gì mà hót líu lo vậy hở chim? Ta đang căng thẳng thần kinh đây. Ta đang tính toán làm sao để vượt qua cái khoảng trống lạnh cẳng trước khi vào xóm. Ta đang cầu nguyện mọi sự bình an để ta còn có thể về phố mà hoang đàng cà phê thuốc lá. Ta đang cố nán lại phút nào hay phút nấy để pháo binh dập nát mục tiêu để ta còn an tâm thông dong như đi dạo cảnh. Người lính truyền tin nói bên tai tôi. Đại ba, nói trung đội mình chuẩn bị đợi gà cô dứt thì bắt đầu vào. Thằng một yểm trợ mình. Tôi nghe mà không trả lời. Đốt thêm một điếu thức nữa. Hơi thuốc may ra xoa dịu trí căng thẳng. Tiếng rít cắt của đàn rờn rợn và những đốm lửa tiếp tục lóe lên lẫn những cuộn khói đen. Đạn dập kiểu này thì con kiến cũng không sống nổi, huống gì người. Cảm ơn viên cố vấn Mỹ. Từ ngày có ông, đại đội xin gì được nấy, pháo binh, không trợ ê hề dư dật. Chẳng bù với trước kia, đàn con bơ vơ bất vất. tôi bậm môi! Ra hiệu người lính truyền tin đến gần và lấy ống liên hợp báo cáo về bộ chỉ huy đại đội. "Phu Sơn, đây Phu Sơn 3, nghe không trả lời." "Tôi báo cáo cho anh, trình với thẩm quyền là các con tôi sắp vượt qua cầu đó." Nghe rõ trả lời. Tiếng rè rè từ ống liên hợp cất lên. "Tôi nghe Phu Sơn 3, năm trên năm. Nắng đã bắt đầu lên." và cánh đồng trải dài im lặng, không có dấu hiệu gì chứng tỏ địch đang ở đó. Chương 2. Pháo binh đã thôi bắn, tôi đứng dậy hét lớn, tổ tiền sát viên qua cầu, chiếm mầu đất trước mặt. Người đầu tiên là hạ sĩ nhất Ký. Hắn nhổm dậy, chồm tới, một tay giữ mũ rừng, một tay cầm khẩu M16 chạy băng qua cầu tiếp đến là đám lính tiền sát rồi đến phiên tôi và người lính truyền tin ông trung đội phó theo tổ cuối không ngờ mọi sự lại được yên ổn như vậy không có một tiếng súng nổ tọa độ đầu tiên đã được chiếm chúng tôi phải nằm để bảo vệ cho những đứa con khác và bộ chỉ huy tiếp tục qua cầu sau đó là mục tiêu kế tiếp xóm nhà trước mặt lúc này mới là lúc quyết định bởi muốn đến chúng tôi phải băng qua một cánh đồng trống nó là xạ trường tốt cho những cây súng ở trong xóm với vị thế như thế này thì chỉ có cách duy nhất là chạy nhắm mắt mà chạy dàn hàng ngang mà chạy may nhờ rồi chịu những lúc như thế này người trung đội trưởng phải chạy ở sau Sẵn sàng bắn vào những tên lính run sợ ở phía trước Những lúc như thế này Không được bò Mà phải ưỡn ngực Mà thét Mà gào Mà hù Mà dọa Trời ạ à, Một tay trói gà không chặt Nguyên là một ông thầy dạy công dân Bây giờ đang kể toàn chuyện giết nhau Những chuyện quá buồn bã trong một đất nước cũng quá nhiễu nhương buồn bã không tôi chỉ kể về kinh nghiệm chiến trường quý giá không có ở trong binh thư chúng giúp chúng tôi tồn tại sống sót để tiếp tục làm người thanh niên trong thời loạn hãy cứ thử tìm tất cả sách vở có ai viết về kinh nghiệm này không từ việc nghe tiếng đạn nổ để xác định hướng địch từ việc khi xung phong đừng bao giờ bò. Chẳng tha bị cột chân, còn hơn là để cho đạn trúng vào tim. Từ việc lúc nào nên chạy, lúc nào không chạy, trong khi bị địch vây khốn. Từ việc nghi binh hay kể cả việc qua mặt cấp trên, thay vì nằm mưa nằm gió, lại tìm chỗ tốt qua đêm. Tôi đã học từ họ những điều rất tầm thường nhất nhưng rất hữu ích nhất để bảo vệ tôi để bảo vệ lính tôi có lẽ mai này nếu còn sống sót tôi sẽ viết sách để đời làm thế nào để ra trận mà còn sống sót để thanh niên nước tôi được nhờ thay vì để mấy ông trí thức học giả linh mục ở thành phố cứ nói hoài đến thuốc độc khai quang hay cho cây rừng còn xanh lá thuốc độc khai quang nhằm nhò gì ba cái loại thuốc làm rụng lá rụng cỏ đó ít ra nó cũng làm bìa rừng bìa núi những con đèo những con đường âm mưu tử địa kia được sáng sủa hơn được an toàn hơn để chúng tôi còn được sống sót để quý vị được bình an khi qua đèo qua ải chỉ có chúng tôi và đám lính đồng minh mới là những kẻ bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất vậy thì chúng tôi không la thì ai la đây nó đâu có đụng lông chân mấy ông bộ đội miền bắc rút sâu trong rừng già mà lại la hoảng nó đâu có rải xuống xóm làng đâu mà lại theo đuôi mấy tay trí thức mang kính gọng vàng bằng chứng là dân ta vẫn đẻ nhiều vẫn tiếp tục sinh sản lành lặn để đóng góp bổ sung vào nguồn máy chiến tranh cho đủ nhu cầu quân số. Có phải vậy không quý vị? Trường bằng Đại bằng ra lệnh chúng tôi chiếm mục tiêu phía trái. Đó là một khu nhà đổ nát giữa những thân dừa rũ lá mặc niệm. Tôi truyền lại lệnh cho ông trung đội phó y người lính thượng gốc ED, bò đến các tổ trưởng truyền lại lệnh của tôi. Tôi nhìn quanh, những người lính đang chuẩn bị với súng và lưỡi lê. Tôi hét, tham kết. Lính gào lên, sát, sát. Và tất cả đồng một lúc chạy về phía trước. Bây giờ tôi chẳng khác một dũng tướng cũng nên. Tôi bắn ao ao xuống đất, lên trời, để lính phía trước không dám trùn bước. Phải làm vậy để họ chỉ biết chạy nhắm mắt nhắm mũi mà chạy để chứng tỏ đạn ở phía sau có thể nhắm vào họ nếu họ không hòa nhập vào đám đông phải làm cho cả tập thể trở thành một khối đồng nhất lúc này ai cũng phải như ai nếu không hòa nhập thì sẽ bị đào thải không thương xót chúng tôi vừa chạy vừa bắn vừa hét yên tĩnh một nỗi yên tĩnh lạ kỳ đầy những bất trắc mục tiêu đã được chiếm quá dễ dàng có lẽ địch sợ quá nên rút đi chăng hay cũng có lẽ tin tình báo là tin vệt hay là địch đang ẩn mình đâu đó đợi chờ chúng tôi đám lính ngồi dưới những bờ đất hay nép vào những vách nhà tan hoang súng chĩa vào phía trong những cuộn khói từ trận pháo vừa qua vẫn còn bốc lên nghi ngút bên cạnh tôi một hố pháo vừa đào tôi liên tưởng đến một hầm hố công sự an toàn nhất trên cao mặt trời trói lọi tôi lấy bi đông nước ra tu một hớp và xối lên trên đầu cảm giác bất an cứ đè nặng khiến đầu óc tôi căng thẳng rõ ràng cuộc chiến tranh này chúng tôi là kẻ bị thua thiệt nhất người ta nói nhiều đến chiến thuật lùng và diệt địch. Nhưng địch ở đâu để chúng tôi lùng và tiêu diệt chứ? Địch là ma, là quỷ. Địch cũng có thể kiểm tra, cũng cùng màu da giọng nói như chúng tôi mà. Vậy thì làm sao? Để lùng, khi núi rừng thì bao la, đất trời thì lồng lộng. Khi đối phương như ma quỷ tàng hình, ở thế thượng phong chỉ có bọn lính trinh sát thám kích chúng tôi mới là những kẻ khổ nhất họ dùng chúng tôi để nhử mồi để dụ địch ra khỏi hang ổ để lãnh phần thiệt thòi đầu tiên xin lỗi nhé tôi đang nói với tôi bởi vì chẳng có ai để mà tâm sự để rút nỗi lòng quan lớn có khi nào nghe quan nhỏ đâu tiến sĩ có bao giờ chịu nghe kẻ bình dân ít học đâu nhà văn lớn có bao giờ nghĩ mình một ngày phải chịu thua nhà văn nhỏ đâu tôi đang hỏi cùng trời đất quê hương làng xóm tôi về giải phóng địch ở nơi nào đây tại sao tình hình lại quá chừng yên ổn như thế này khi cả trăm quả đạn pháo binh đã đổ xuống như mưa khi trước đây Rõ ràng chúng tôi thấy những bóng bà ba đen chạy vụt qua để chúng tôi phải nả súng, để đại bàng phải chửi tâm lâm vì nổ súng bừa bãi. Khi mà trong lệnh hành quân cho biết, tin tình báo xác nhận vào khoảng một đại đội có vũ khí cộng đồng xuất hiện vào ban đêm. Chúng sẽ dưỡng quân tại đấy, đồng thời sửa soạn cho một cuộc tấn công mới vào vùng của ta. chương 4 Có tiếng sầm xì của một người lính thượng Khi hắn hửi được mùi vị khác lạ Hắn bảo tôi Thiếu ý ơi, có đống kích còn mới Tôi cố gắng tận dụng khứu giác Nhưng chịu thua Tôi nói với y muôn Không người thấy gì cả Hắn quả quyết Tôi có kinh nghiệm mà thúi Cúp còn mới rồi hắn như con chó săn cầm xuống đi tìm bãi phân hắn đã tìm thấy những bãi cứt mới ở gần đấy như vậy rõ ràng địch vừa mới đóng quân ở đây có nghĩa là tin tình báo đúng phải cảm ơn thằng lính thượng của tôi nó thay chó săn để đánh hơi địch nó dạy tôi biết hơn về cái giá trị của mùi phân mùi cứt trong lúc thiên hạ thì cứ tưởng đến trăng treo đầu súng, màu áo hoa rừng, chiến sĩ của lòng em hay da ngựa mọc thay. Tôi chụp ống liên hợp báo cáo về bộ chỉ huy. Phú Sơn, đây Phú Sơn ba nghe không trả lời. Các đứa con tôi mới khám phá được hầm kích ngọn mới. Ở đầu ống, tiếng la giọng quản trị của thằng truyền tin cho đại bàng. Thúi, bộ thiếu ý dẫn với đại bàng hay sao? Tôi mà trình như vậy, ông chửi tôi chết à nghe? Tôi đâm quảo, chửi thề. May cho tao gặp thẩm quyền. Ông đại bằng lên máy, hỏi thẳng bằng Bạch Văn. Cái gì đó phú sơn ba? Tôi nói, lính tôi vừa khám phá một hầm cứt. Ông cười ở đầu dây bên kia. Nó ăn thì phải ỉa, Đâu có lạ gì đâu Không Ý tôi nói kích còn mới Chứng tỏ chúng vừa mới ở đây thôi Lời giải thích của tôi có vẻ hợp lý Nên ông dặn dò Ừ Phú Sơn Ba dặn các đứa con phải cẩn thận nghe Tao cho thằng một lên yểm trợ mày Nghe rõ trả lời Tôi nói Nghe năm trên năm Sau đó Tôi ra thủ hiệu cho các đứa con tôi đều nằm xuống. Một tiếng động thật nhanh và khô kèm theo một âm thanh đổ. Tôi quay nòng súng. Tim thoát mạnh. Một con heo nái với những chiếc vú dài lê trên mặt đất xuất hiện từ một bụi lao. Hạ sĩ Y vừa chỉ tay vừa sầm si Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ gì chỉ tội nghiệp cho con vật lỡ sinh tại vùng địch nên cũng mang theo cái căn nghiệp của kẻ thù. Binh Nhất Hà vừa tìm ra một thùng đạn K-50 giấu trong hàng rào nhâm bụt. Tôi bắt đầu cho các tổ lục soát và bố trí ra hướng bờ sông. Đằng xa là bãi cát trắng, những khóm lau đen nổi lên trên mặt nước yên tĩnh. Xa hơn nữa là dãy núi bà đen hình dáng như một con quái vật nặng nề đen thẫm tôi mở bi đông lấy một tí nước vỗ vào trán và quẹt lên hai con mắt mỏi mệt cái kính đã bị bụi bám đầy nhem nhuốc nước mắt lạnh tôi cởi hàng cúc áo để hứng những làn gió mát từ hướng sông thổi lại những người lính trung đội vẫn tiếp tục lục soát họ hăm hở. Trung đội 2 đã vào và lục soát những khóm nhà dọc theo con đường làng. Trung đội 1 chặn đường ở cầu nằm ở bờ mương. Đại bàng lại dặn dò trong máy, coi chừng lựu đạn gai nghe. Các đứa con của trung đội 2 đã tìm ra một trái lựu đạn cài ở cửa hông. Tôi nói nghe năm trên năm và bảo trung đội phó dặn lính phải cẩn thận coi chừng khi vào nhà lục soát đó. Những cuộn khói bốc lên từ một căn nhà tranh ven đường. Các con của trung đội 2 đã đốt vì không dám gỡ lựu đạn. Bỗng có tiếng nổ long trời tiếp theo, rồi cả một loạt tiếng nổ khác theo sau đó. Điều này chứng tỏ địch đã cài lựu đạn và cất dấu đạn dược trong nhà trong buổi trưa oi nồng tiếng reo của lửa giòn giã vì là mái tranh nên lửa dễ dàng bắt cháy lửa theo gió bốc cao ngọn hơi nóng táp vào da thịt tôi tôi lại lấy bi đông uống thêm một hớp nước người truyền tin ngồi bên cạnh tiếp tục nghe và báo cáo gia đình tôi vô sự Hả? Anh bắt được một đứa hả? Nó có mặt trong trận đánh năm mậu thân tại Quy Nhơn hả? Đằng sau nhà bỗng có tiếng hét của một người lính. Lên không? Lên không? Đầu hàng đi! Bằng không tao ném lựu đạn xuống bây giờ đó. Tôi đứng dậy tiến về tiếng hét. Thằng Trung đang lâm le cầm trái lựu đạn M26 ở trên miệng hầm. Tôi la lên, Trung, mày làm gì vậy? Trung nói, Thiếu ý, thiếu ý, em nghe tiếng động ở dưới hầm. Tôi nạt lên, Tại sao mày biết nó là Việt Cộng? Lỡ dưới hầm toàn là thường dân thì sao? Nó phân trần, Ở đây mà thiếu ý bảo là thường dân sao? Tự nhiên tôi nóng mặt, Tao ra lệnh không được quăng lựu đạn. Mày nghe không? Mày tưởng bắt Việt Cộng dễ dàng như vậy sao chứ? Mày tưởng chúng nó ngu, ngồi dưới hầm đợi mày tới quăng lựu đạn à? Vâng, tôi đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này. Trong suốt ba năm trời lội nát làng xóm Bình Định, tôi đã chứng kiến những cái chết thê thảm của thường dân ở dưới hầm vì pháo binh hay vì lựu đạn chắc chắn không phải lỗi của chúng tôi mà là lỗi của họ họ là kẻ thù của chúng tôi dù họ là đàn bà con nít hay bô lão như hôm nay những tiếng nổ long trời kia đã chứng tỏ được tâm địa của họ nhưng lương tâm đã không cho phép tôi xử sự như vậy tim họ hiểm độc nhưng họ vẫn là đàn bà ông già bà cả con nít và tôi nghĩ là những người bạn tôi sau khi rời trường thủ đức cũng có cùng một ý nghĩ như vậy trách là trách chúng tôi đã không mang niềm tin về họ để họ ngang ngược bám đất bám làng đêm đêm đi đắp mô gài mìn giết hại chúng tôi như vậy thì phải làm gì đối với đám dân bất trị này trong trường hợp này chỉ có lựu đạn cay là cách hữu hiệu nhất. Nhưng đơn vị tôi không được trang bị loại lựu đạn chống biểu tình. Kế đến là sông khói bằng rơm hay sử dụng trái khói màu. Và cuối cùng nếu họ không chịu nghe, ngoan cố thì ráng chịu, không còn cách gì khác. Chương 5 Tôi nằm trên miệng hầm, áp tay vào đất, có tiếng ruột rịch ở dưới. Tôi la lên, tôi đếm từ một đến mười. Đồng bào không lên, chết thì chịu đó nghe. Một, hai, ba, bốn. Đồng bào có lên không? Tôi ném đủ đạn xuống bây giờ đó. Tôi dọa dẫm, rồi tôi hét lớn thật tâm tôi muốn họ sống. Tôi đã từng thấy những đám người chui lên hầm, người đàn bà bồng đứa con sơ sinh. Tôi đã từng thấy đứa bé gái chỉ mới 7-8 tuổi, đôi mắt tột cùng sợ hãi, bên người là một bọc đồ. Tôi đã thấy rất nhiều trong suốt thời gian vật lộn cùng sinh tử, gọi là đi bảo vệ quê hương. Càng lao vào cõi dữ, càng nhận ra không ai khổ hơn người dân họ ở giữa hai lần đạn họ không muốn ở phe này hoặc phe kia họ sợ người ta nhân danh họ chỉ biết bám đất bám làng bởi vì nếu không bám thì lấy gì mà sống đây họ chấp nhận sống trong địa ngục họ rút trong hầm mỗi khi có căn ông pháo binh rót xuống sau đó lại trồi lên tiếp tục bám đất, bám vườn. Bởi vậy, tôi đã trần trừ chậm chạp khi đếm, đau khổ khi đếm. Đến tiếng thứ bảy, thì một mụ mộ đàn bà trạc chừng 40 tuổi hiện ra trong bóng tối mờ của cửa hầm. Mụ có bầu, mụ vừa trồi lên vừa chấp tay lại. Lại các ôn, chúng con vô tội. Bình nhì hai hét. Còn bao nhiêu người ở dưới đó? Mụ rên rỉ. Dạ, con chừng bảy tám người. Gia đình của con cả đó, thưa ông. Tiếp đến một lũ người trồi đầu lên. Đầu tiên là hai ông già. Rồi hai người đàn bà và mấy đứa con nít. Họ mang theo những chiếc vali thiếc, những thùng đồ hay những túi vải bố Tôi bảo lính dồn đám người về một góc. Nắng chói lòa trên nền nhà đổ vụn và những mảnh chai phản chiếu một màu nhức nhối. Mụ đàn băng vẫn tiếp tục kêu van. Lại các ông, xin các ông tha con. Con là thường nhân vô tội. Bình nhất hai, lên đẳng rắc rắc. Mụ ta lại la lên thống thiết. Các quan ơi, con vô tội nhất hai đá cái vali thiếc bay đi một khoảng rồi nói tại sao mụ có bầu chồng mụ ở đâu rồi mụ ta vội trả lời chồng con ảnh làm lính quân cũ ở quy nhơn tôi cười bao giờ cũng vậy mỗi lần hành quân qua các ngôi làng mất an ninh không thấy đàn ông ở đâu mà chỉ thấy toàn đàn bà có chữa và khi hỏi chồng bà ở đâu, chúng tôi chỉ nghe trả lời, ảnh đi lính quân cụ, quân nhu hay nằm bệnh viện. Lần này, mụ đàn bà cũng nói như vậy. Tôi bảo lính lấy dao găm cậy chiếc vali thiếc. Nắp vali được mở tung. Có một bộ kaki vàng. Binh nhất hai hét lên. Chồng mụ đi lính quân cụ hay đi giải phóng? hắn sắp bắt ai thì tôi vội ngăn lại. Mụ đàn bà nhìn tôi van lên. Trời ơi, trận chiến gì mà chó má như thế này hả? Địch ở đâu? Tôi phải làm gì để mang cho họ niềm tin là chúng tôi đến để cứu họ, giúp họ giải phóng xóm làng của họ. Tôi phải làm gì để họ nói thật hay thật về những hầm chứa vũ khí, những quả lựu đạn gai, những kẻ địch đang ẩn núp đâu đây trong vùng. Tâm lý chiến đâu rồi? Chiến tranh chính trị đâu rồi? Tôi không học một khóa nào về nghệ thuật để lấy lòng dân. Làm sao tôi có thể cậy miệng hay biết rõ tác giả cái bầu của mụ ta? Tôi muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Mặc kệ lính tôi muốn làm gì thì làm Tôi muốn tìm đến một chỗ khuất Ngồi và khóc Nhớ lại xưa kia Mẹ tôi ngồi trên sân nắng Hai tay chấp lại Và ngay lại khóc lóc trước bọn lính Tây Và bây giờ đây Người đàn bà này vẫn những cảnh tượng cũ diễn đi diễn lại mấy mươi năm không dứt. Tôi ra lệnh. Thôi, hãy để yên cho mụ dồn họ vào một chỗ, đợi lệnh đại bang. Chiếc máy bay quan sát L-19 vẫn tiếp tục ra ra trên đầu. Tôi đi về phía nhà sau. Toán lính đang lục soát trong nhà bếp. Một hũ ruốc, một đứa reo lên. Một người lính thượng đút tay vào hũ, rồi bỏ vào miệng. Hít hà, ngon, ngon, ngon lắm những thùng lúa bị đổ hóc tràn ngập xuống nền. Trên bếp, những lư nhang nằm ngổn ngang. Tôi dặn tổ trưởng, coi chừng liệu đạn gai đó. Trung sĩ ba đáp dạ, rồi hỏi, thiếu ý, chừng nào rút? Tôi trả lời, chắc chiều, rồi tôi trở ra hàng hiên. Bình nhất hai vẫn tiếp tục hét, mặt hắn đỏ gay hắn đã bất lực trước lũ người ngoan cố. Một cô bé trạc 13-14 tuổi đang ngồi mặt cúi xuống. Bình nhất hai thì thào với tôi. Xem chừng con nhỏ đó mình có thể dọa được đó thiếu ý. Tôi ngước nhìn, dáng dấp gầy yếu, màu da đen ngâm, đôi mắt phản chiếu nỗi buồn đến đau xót. Bình nhất hai cầm lưỡi lê, đưa lưỡi vào cổ con bé, gằn giọng. Ê, hey, chỉ mấy người đàn ông vừa chạy đi đâu. Không nói tao giết đâu. Con nhỏ òa lên khóc. Dạ, dạ con không biết. Bình nhất hai vội đá vào thùng thiếc bên cạnh. Tiếng động rầm rầm. Chỉ tội cho chiếc thùng và cũng tội cho thằng lính của tôi. Trời ơi, chân nó chắc đau lắm. Con bé làm sao hiểu được tấm lòng của nó. Tôi nháy mắt ngầm nói mày đóng kịch khéo đấy. Một đàn kiến đang bò lên bờ thành. Một hàng li ti chấm chấm đen. Bọn mày bò biết bao giờ mới thấy mỏi. Gió từ sông mang theo mùi thối từ nhà bên cạnh. Đại bàng cho lệnh nghỉ ngơi ăn trưa. Tôi truyền lệnh cho trung đội phó. Dặn thêm phải cho người canh gác cẩn thận đám dân bất trị Hạ sĩ tròn hỏi tôi, ông thầy có cần nằm bóng không? Em tìm chỗ mát căng cho ông thầy. Tôi nói, cảm ơn mày. Khỏi cần. Nó nói tiếp, ở đây có bí bầu rau dền nhiều lắm. Ông thầy muốn loại nào? Em hái nấu canh luộc rau trong thầy dùng. Tôi nói, cái gì cũng được. Bên cạnh tôi, người mang máy truyền tin đang ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu bật dậy trả lời nhát ngân một tốp lính thượng đang ngồi quây quần dưới bóng hàng dừa tôi chú ý đến hũ ruốc quà chiến thắng để đời đấy phải không bọn mày ở một góc hạ sĩ hường đang ăn cơm một mình hắn ăn chay trường thức ăn của hắn là cục đường đen ráng ăn chay để được phước nha mày ở đầu kia một tổ đang nấu cơm chiếc cà men đen ám mấy đời khê chín tôi nhìn họ những người lính của tôi lòng tự dưng dấy lên một niềm cảm động những người lính việt nam khốn khó chịu đựng cần gì mà xưng tụng cần gì mà vinh danh chứ cần gì chiến sĩ của lòng em những mỹ từ đầu môi chót lưỡi phù phiếm bất nhẫn trên những tấm thân gầy yếu mà mang cả ba lô súng đạn, bốn mươi, năm mươi trên đôi chân như hai ống sậy mà run cầm cập đến xón cả đái. Khi họ gặp phải một tay đơn vị trưởng bất nhân, quen thói đập lính, đánh lính bằng hèo, ba ton, ba tay đá ít. Trên lon cơm mà nước mưa thay canh, mà hai que củi thay đũa, những người lính thất học, con cái nheo nhóc. Khi xe dừng bên chợ, bên phố, thì rủ nhau ngồi nhìn một đám người ngồi ăn nhậu hả hê, cửa lầu khóa chặt, xe jeep bóng loáng, có tài xế đưa đón vợ con. Những người lính Việt Nam đầy tình nghĩa thầy trò, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để cứu đơn vị trưởng khi gặp nạn. Chương 6 Đến 4 giờ chiều, chúng tôi được lệnh mang số dân làng về vùng có an ninh. Chúng tôi phải khổ tâm lắm mới bảo họ lên đường. Những thúng gạo, nồi niêu, chén bát kèm theo những tiếng khóc nức nở. Lính thúc xuống vào từng người, hấp dọa họ mới chịu bước. Viên cố vấn Mỹ đếm từng đầu người rồi ghi trên sổ tay. Đồng ruộng trải dài, thỉnh thoảng vài hố bom cày loang loáng nước. Đoàn người chậm chạp đi qua những thửa ruộng đất bùn. Hai mà già chống gậy mò mẫm, đi được một đoạn, bỗng nhiên nằm lăn ra trên đất, khóc rống. Bọn mày đi sẽ cứ đi, tao ở lại. Tao chết cũng còn thấy nhà tao, cha mẹ tao, ông bà tao, tao không sợ chết đâu. Áo già rồi Người đàn bà mặc áo màu nâu Đến ôm chân bà lão khóc lóc Má không đi Con cũng không đi Chúng tôi phải dừng lại Làm sao có thể khuyên Hai bà già cứng đầu này được chứ Chiếc L-19 Vẫn bay rà rà trên đầu Đại bằng thúc giục Trong máy PRC-25 Đưa họ về mau Trời sắp tối rồi Viên trung đội phó cào nhào. Kệ họ thiếu ý. Mình về muộn, bọn nó phục kích thì chết đó. Tôi báo cáo trong ống liên hợp. Xin đại bang chờ. Tôi nói mãi, mà họ cũng không chịu đi. Nhất là mấy bà lão. Rồi tôi bỏ máy. Bước đến bên bà lão cố năn nỉ. Ngoại à, xin ngoại gắn đi đi. Có gì bọn cháu giúp cho nhưng bà già vẫn nằm lăn trên đất tiếp tục gào lớn tao không đi tao không sợ chết tôi nuốt nước miếng cổ tôi khô đắng trung đội hai đã bỏ cách chúng tôi xa khuất sau đám tre của ngôi làng trời đã về chiều nắng vàng hiu hắt trên những hố bom loang loáng nước đại bằng lại ra lệnh mọi giá hãy đưa về vùng an ninh tôi trả lời tôi chịu thua đại bàng cuối cùng đoàn người được chúng tôi cưỡng ép thúc súng đưa về làng ven lộ yên ổn có ba bốn người ở lại không chịu đi đám người đứng ngồi chờ đợi chờ đợi điều gì chúng tôi không cần biết đại bàng bảo nhiệm vụ của mình đến đây thì hết sơn tây cho mấy đứa con ra lộ chờ cua đến nước. Tôi đứng trên thềm của một ngôi nhà gạch nói lớn. Bây giờ đồng bào có thể yên tâm ở lại. Đây là vùng an ninh. Có lính Cộng Hòa bảo vệ đồng bào. Đồng bào được quyền tự do đi lại. Chúng tôi cảm ơn đồng bào. Một ông già chợt giơ tay. Bấm quan. Quan đưa chúng tôi về đây. Không nhà, không cửa. Rồi quan bỏ chúng tôi lại đây chịu chết đói sao? Chúng tôi ra đi không mang theo một đồng bạc. Làm sao chúng tôi có cơm có gạo mà ăn chứ? Tôi nói, đồng bào an tâm. Chính phủ sẽ lo lắng để đồng bào an cư lạc nghiệp. Chính phủ sẽ cấp nhà cho đồng bào ở, gạo cho đồng bào ăn. Tôi nghe tiếng sầm xì nổi lên. Trong máy, đại bằng dục sửa soạn du lưu cứ để tiểu khu lo tôi thấy những con mắt ngơ ngác nhìn quanh một đôi vợ chồng già đang tìm một góc thềm của căn nhà hoang trải tàu dừa khô làm chiếu một đứa bé đang đứng ủ rũ chắc là em đói trời ơi tại sao hết bất hạnh này lại tiếp đến bất hạnh cứ bùa chụp xuống xứ sở này vậy Ngày tôi còn nhỏ, tôi cũng chẳng khác gì hoàn cảnh đứa bé ấy Đêm đêm cũng nằm dưới hầm, nép dưới phản tránh đạn, tránh pháo Tránh những gì mà thế hệ cha anh tôi đã bất lực truyền lại Rồi bây giờ đến phiên đứa bé này Mấy mươi năm chưa đủ động lòng những trái tim uống máu anh thề sao Mấy mươi năm chưa đủ hạ hê cùng trò chơi chiến tranh sao chứ Tôi gọi máy về đại bàng. Tôi xin đại bàng cho tôi một ân huệ. Cho tôi tập họp hết đơn vị. Nói với lính, hãy chốt hết gạo, hay lương khô còn dư thừa để tặng cho những người dân làng. Viên cố vấn thấy vậy. Tới bắt tay tôi và nói, Ô, oh, do soldier are so high. Những người lính chiến của ông thật là tốt bụng ông ta lại hỏi tôi, tại sao họ lại có mặt tại một nơi như địa ngục như vậy, bỏ họ không sợ chết à? Tôi trả lời, thưa ông, nếu họ không ở đó thì họ đi đâu bây giờ? Cố vấn Mỹ nói, thì họ về vùng chính phủ, chính phủ ông sẽ lo cho họ. Mỹ đã viện trợ rất nhiều cho kế hoạch này mà. Tôi im lặng nói ra thì cũng thêm nhục dân tộc. Có những điều phải giấu tận lòng. Bằng chứng, giờ này, tiểu khu vẫn chưa cử người đến giúp đỡ đám dân bất hạnh. Chương 7 Trái với lệnh hành quân là các con cua sẽ đến đón chúng tôi về hậu cứ vào buổi chiều. Nhưng đến giờ phút chót, chúng tôi được lệnh đóng quân đêm tại làng đại bàng chọn trụ sở ấp làm bộ chỉ huy đến bảy giờ các toán kích của trung đội bắt đầu đến mục tiêu tôi dặn trung sĩ hoàng nếu động thì cứ bắn ba phát súng báo hiệu trước khi rút về tổ kích gồm những cậu lính tân binh tôi hơi e ngại nhưng nghĩ rằng đã là lính thì phải biết môi riêng tôi thì dắt trung đội lợn vợn trong khu vực, định đến đêm sẽ rút để tổ của Trung Sĩ Hoàng nằm lại. Đây là lối nghi binh. Trên đường di chuyển, chúng tôi gặp một ông già mặc bộ bà ba đen đạp xe đạp. Tôi bảo lính chặn lại để hỏi vài điều cần thiết. Nhưng ông già làm như không nghe, vẫn cắm cúi đạp. Thằng Hà bộ lên đạn rắp rắp quát ông đi tôi bắn tôi bắn đó ông già ngừng xe tôi bảo binh lợi hỏi giấy tờ lục soát thật kỹ dáng dấp lão già thật cả nghi binh lợi hỏi giấy tờ lão đưa đầy đủ nhưng khi đòi đưa cả bóp lão nặng nặng không chịu đưa tôi nói tiền bạc ông có bao nhiêu ông cứ cất giữ chúng tôi sẽ không đụng vào còn bóp thì đưa đây. Tôi chỉa nòng súng dọa dẫm. Lão ríu ríu đưa, nhưng mặt mày tái mét. Cuối cùng tôi tìm được một tờ giấy có đề chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi cười, vỗ vai lão thân mật. Chúng cháu từ núi mới xuống để đêm nay tiêu diệt bọn ngụy ác ôn giải phóng đồng bào. Bác thấy khăn quàng cổ đỏ này không? màu biểu thị quân giải phóng đó. Lão ngần ngừ rồi nói, tôi không biết, không biết. Tôi tiếp tục thuyết phục. Bác hãy chỉ những anh chị em đồng chí ra gặp chúng cháu đi, để cùng nhau làm việc. Không, không. Bọn cháu là quân giải phóng mà, tại sao bác lại không tin? Bộ bác theo ngụy, tay sai của bọn đế quốc Mỹ xâm lược à? Cháu hỏi lại, bác tin hay không tin tin bỗng nghe có tiếng cười khúc khích đâu đó nổi lên tốt bây giờ bác hãy đem xe đạp gửi ở nhà bên cạnh rồi đi với chúng cháu một lát sau lão đi ra chúng tôi cười binh hà thầm thì lại gặp một tên nằm vùng nhưng vừa thấy chúng tôi thì lão rên rỉ Hình như lão đã biết mình bị gạt gẫm rồi. Tôi vô tội, tôi là phó ấp mà. Anh em lường gạt chúng tôi. Không, chúng cháu là quân đội giải phóng anh hùng. Cháu hỏi bác lên cho nhé. Bác ở với giải phóng hay bác theo ngụy đây? Tôi theo ngụy. Cả đám lính cười rộn rã. Tôi nói với người lính Odo. Thôi, để lão đi kẻo tối. Toán lính trở về giữa ánh trăng mập mờ, tiếng dạ trùng vọng về buồn bã. Những khóm tre xòe tóc như những bóng ma quái. Tôi cảm thấy lạnh. Trong máy truyền tin PRC-25, các đứa con của trung đội 2 báo cáo bắt được một người đàn ông vừa trốn từ chân núi trở về và sắp sửa bắn một người đàn bà trong đêm lại mò lên núi các đứa con báo cáo vị trí đã bị tiết lộ bây giờ xin được di chuyển về một địa điểm khác đằng sau tôi giọng người truyền tin vẫn tiếp tục thì thào các đứa con tôi đang du lưu đừng nổ súng ẩu nghe mồ trần hoài thư